Xin chào các bạn, tôi là Hiệp, tôi đến từ Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu thường xuyên cho ra mắt những chiếc đồng hồ Chronograph. Vâng, đó chính là thương hiệu Breitling. Và đây chính là chiếc hộp ẩn chứa bên trong điều bí mật mà tôi vừa nói tới. Chiếc hộp này thì các bạn đã thấy, chiếc hộp hình chữ nhật khá là lớn, tương đương với hộp của những chiếc Patek Philippe. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta cùng khám phá điều kỳ diệu bên trong chiếc hộp này. Nào, chúng ta cùng tiến hành mở hộp nhé. À, đây là lớp vải bọc lên trên chiếc hộp này. Breitling làm cũng rất là tỉ mỉ. Khi logo được in lên đây, đặt lên chiếc đồng hồ và chiếc hộp đồng hồ. Đây chính là hộp cứng của chiếc đồng hồ này. Chúng ta mở hộp nhé. Ở trong vẫn còn một cái hộp nhỏ nữa. Đây, giống như những chiếc đồng hồ Breitling khác thì trong hộp cứng của Breitling thì đều có một hộp nhỏ, và chắc chắn là trong này là đang chứa đựng cái điều bí ẩn mà tôi đang nói ngay từ đầu của cái video clip. Tôi để thật tạm sang bên này đã. Và cái này chúng ta sẽ là món ngon chúng ta sẽ khám phá cuối cùng nhé. Đây, như cái hộp này chúng tôi vừa mở ra thì tổng thể nó cũng khá là đẹp và được trang trí nội thất theo tôi thấy là như bên trong một chiếc xe hơi Bentley vậy, với nội thất bọc da nâu đỏ rất là sang trọng. Trên ở trên cái nắp của cái hộp đồng hồ này là in hình biểu tượng một chiếc máy bay, một cái chuyên cơ chuyên để máy bay chiến đấu, chiếc máy bay chiến đấu. Nếu như mà những ai mà ngày bé có đam mê về mong muốn là tung cánh trên bầu trời hoặc là muốn làm phi công thì tôi nghĩ là chiếc đồng hồ này cũng sẽ giúp các bạn gợi nhớ đến một cái tuổi thơ nó dữ dội, khá là dữ dội vậy. Tôi cũng khám phá tiếp trong chiếc hộp cứng này có cái gì nhé. Bìa thôi. Đây, một tờ giấy. Đây chính là giấy chứng nhận Chronometer của Breitling. Bất kỳ một chiếc đồng hồ Breitling nào cũng đều có chứng nhận Chronometer. Chỉ trừ những chiếc đồng hồ quắc thì là không có. Nhưng những chiếc đồng hồ cơ thì đa phần đều có cái chứng nhận này. Khi ngày xưa khi mà Breitling vẫn sử dụng máy cơ bản ETA thì Breitling đã sử dụng cái máy ETA còn cao cấp nhất của có chứng nhận Chronometer. Như các bạn đã biết thì cũng có 4 loại máy ở ETA. Đấy chính là máy Standard, máy Elabor, Top Grade và cuối cùng là Chronometer. Và Breitling đã chứng minh cho những người sử dụng thấy là mình rất chịu chi, kể cả khi sử dụng máy ETA của họ cũng là phải là máy tốt nhất. Độ chính xác cao nhất là chỉ cộng trừ 3 giây một ngày mà thôi. Cộng trừ 3 đến cộng trừ 4 giây một ngày mà thôi. Đó, đây là giấy chứng nhận Chronometer của Breitling. Tôi đặt tiếp sang bên này. Và đây, cái visa. Visa này có những gì nào? Đây là sổ bảo hành ghi lại những cái lần bảo hành của các bạn ở hãng. Còn đây là sách hướng dẫn của chiếc Transocean Chronograph Breitling này. Vẫn là form màu từ rất lâu rồi, màu vàng và màu vỏ màu vàng, bìa màu đen cũng rất từ rất lâu rồi. Bây giờ cùng khám phá xem còn gì ở chiếc ví này không nhá. Vẫn còn một thứ nữa, tôi thấy cái này cũng vẻ mới đấy. Đây là cái gì? Đây chính là thẻ bảo hành quốc tế của Breitling. Khi bạn mua đồng hồ Breitling chính hãng thì thẻ này bạn sẽ được kích hoạt ngay tại cửa hàng store chính hãng của Breitling. Thì mỗi khi bạn cần bảo hành thì bạn sẽ đem những giấy tờ này cùng cái thẻ này đến trung tâm bảo hành của Breitling, bạn sẽ được bảo hành theo đúng quy định. Đặt các thứ này sang một bên nữa và chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong chiếc hộp này nhé. Và đây chính là hộp của chiếc Breitling mà tôi vừa mới đề cập tới.
chúng ta cùng mở cái hộp này ra nhé, xem điều bí mật ở bên trong. Wow, đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Breitling Transocean Chronograph. Chiếc Breitling Transocean này được thừa hưởng thiết kế thuần túy của những chiếc chronograph từ những năm 50-60 của thế kỷ trước, khi mà tính thực tế được đưa vào rất đầy đủ trên mặt số đồng hồ. Mặt số được thiết kế với kim thẳng, cọc số đơn giản. Các bạn thấy đấy, những cọc số với kim rất là dễ nhìn, để người xem có thể là dễ thấy, cảm thấy nó đỡ bị rối hơn những chiếc chronograph khác. Đây, những chiếc tôi đang đeo đây, chiếc đồng hồ tôi đang đeo đây cũng là một chiếc chronograph thuộc của IWC. Tuy nhiên là trên mặt số chiếc đồng hồ này cũng khá là rối rắm, bởi vì thiết kế các mặt số phụ nó quá nhiều chi tiết, quá nhiều thông số đó. Và cái dáng của chiếc chronograph này tôi đang đeo thì nó có thiết kế nó khá cổ điển, nó không được thể thao và hiện đại như chiếc Breitling này. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết phần vỏ của chiếc đồng hồ này. Vỏ của chiếc đồng hồ này thì được chế tác bằng vàng đỏ. Đây, như các bạn đang thấy, vỏ vàng đỏ khá là trẻ trung và sang trọng. Đây, vỏ vàng đỏ. Kính của chiếc đồng hồ này thì được làm từ sapphire nguyên khối với mức độ chống nước lên đến 100m, tương đương với 330 feet. Núm của chiếc đồng hồ này là một chiếc núm rút thông thường, chứ không phải là núm vặn, núm cổ chai giống như là của những chiếc Rolex mà chúng ta đã biết. Núm của chiếc đồng hồ Breitling này thì rút ra được 2 lần. Đây, tôi sẽ thử cho các bạn xem. Đây, 1 lần, 2 lần, và lần thứ hai thì đó chính là chỉnh giờ. Đây, các bạn chỉnh giờ. Núm đầu tiên thì chắc hẳn là anh biết rồi, đây là chỉnh lịch. Một cái điều lưu ý khi các bạn chỉnh lịch là các bạn không nên chỉnh lịch ở góc từ 10 giờ đến 3 giờ. Khung giờ đó là cái lẫy nhảy lịch nó đang sắp nhảy sang cái ngày tiếp theo, dẫn đến việc khi bạn chỉnh lịch các bạn sẽ làm gãy lẫy, dẫn đến hỏng cái bộ lịch. Đấy. Nhớ rất đơn giản thôi là các bạn không nên chỉnh lịch từ cái khung từ gần như nửa mặt trên, mình nên hạn chế. Kính sapphire của chiếc đồng hồ này là kính sapphire nguyên khối, được phủ 2 lớp chống lóa. Đây, như các bạn đang thấy, lớp chống lóa chúng ta đang phân biệt đây. Đây chính là lớp chống lóa, nó chính là cái lớp như các bạn ra ngoài nắng các bạn thấy nó ánh tím, thường là ánh tím, thì nó sẽ giúp mặt số đồng hồ khi mà ra những trời nắng các bạn nhìn được vào rõ giờ giấc, giờ phút giây của chiếc đồng hồ này mà không bị lóa giống như các cái mặt kính thông thường. Đây, như chiếc kính này của tôi là kính thường, kính cứng bình thường, thì khi ra nắng thì nó sẽ bị lóa nên là rất khó nhìn giờ bên trong. Đây, các bạn như này nhìn thấy khi tôi thay đổi vị trí thì có những cái tia, những cái ánh sáng nó sẽ chuyển thành màu tím, màu tím. Đây, các bạn thấy chiếc đồng hồ Breitling Transocean Chronograph này sở hữu đường kính 43mm và dày 14,35mm. Nó kích cỡ này theo tôi thấy khá là đẹp và khá là tiêu chuẩn trong chiếc đồng hồ thể thao. Chiếc đồng hồ này nặng 91g, đa phần là đến từ trọng lượng từ lớp vỏ vàng hồng cũng như là bộ máy của chiếc đồng hồ. Đây, như các bạn đang thấy, và chiếm ngưỡng đây, chiếc đồng hồ này sở hữu dây da cá sấu được in, được thêu chỉ trắng nổi bật. Đây, sau chiếc đồng hồ đây, sau dây ghi Breitling với thông số là 2220, có nghĩa là phần dây nối tai là 22 và phần dây nối khóa là 20mm. Ở đằng sau khóa của chiếc đồng hồ này thì được in nổi biểu tượng Breitling, đôi cánh. Mặt sau được in các dấu về triện vàng này, tuổi vàng này và triện đầu chó. Và mặt sau của đồng hồ cũng vậy. Đây, tất cả là vị trí này.
Đây, tôi thử vào bên tay của tôi. Đây, như các bạn đang thấy. Chiếc đồng hồ này có kích cỡ vỏ, đường kính vỏ 43 mm, còn tay tôi thì có kích cỡ là 16,7. Khá là vừa. Tuy nhiên là theo tôi thấy thì thường những chiếc đồng hồ size 43 nên những các bạn đeo nên lưu ý là nên có kích cỡ tay từ 16,5 cho đến 17,5, đeo là đẹp nhất. Và đẹp nhất thì chắc là tôi nghĩ là từ 17 đến 17,5. Tay tôi 16,7 thì cũng hơi bị nhỏ, hơi nhỏ quá cho cái chiếc đồng hồ này. Tôi đeo được chiếc IRC Chronograph này thì khá là vừa, size 39. Còn đây, các bạn thấy khá là khác biệt đúng không? Và bây giờ chúng ta đi tiếp đến phần mặt số. Như chiếc Breitling Chronograph Transocean này thì có 4 loại mặt số và 3 màu chủ đạo, trong đó là 3 màu chủ đạo đó là xanh, đen, trắng và panda. Có nghĩa là viền ngoài tất cả là màu đen nhưng các ô đồng hồ nhỏ thì là màu trắng, thì chúng ta thường gọi là panda. Theo tôi thì tôi thấy chiếc đồng hồ với mặt số tối màu, chiếc Breitling này với kính chống phản xạ thì nhìn hấp dẫn hơn, vì khi ra nắng các bạn sẽ nhìn chiếc đồng hồ này nó cảm nhận nó sâu hơn những chiếc đồng hồ bình thường, và các bạn sẽ không thấy được là cái lớp kính, gần như là các bạn sẽ thấy một chiếc đồng hồ này không xuất hiện cái lớp kính đâu, vì là cái kính sapphire của Breitling cùng cái lớp chống phản xạ này nó rất là trong. Chiếc đồng hồ này được hãng đặt một cái tên khá là mỹ miều, tôi thấy nó là Midnight Blue, nghĩa là xanh trong bóng đêm. Tôi hay gọi màu này là xanh navy, xanh thủy quân, nghĩa là cái màu của nó là màu xanh đậm chứ không phải là màu xanh nhạt mà chúng ta thường thấy trên những chiếc Rolex Submarine mà xanh. Và đây là màu xanh nó khá là đậm và trầm, ở dây da thì cũng như vậy đó. Trước đây thì tôi cũng đã có một chiếc màu đen, tuy nhiên là chiếc màu đen đấy bây giờ tôi không còn sở hữu nữa nên là tôi không thể đưa cho các bạn để các bạn so sánh được màu của hai chiếc. Hai chiếc màu xanh và màu đen này thì theo tôi thấy là đều rất là đẹp. Về chức năng của chiếc đồng hồ này thì như các bạn đã biết, chiếc đồng hồ này có chức năng chronograph, nghĩa là bấm giờ. Đây, như tôi sẽ bấm giờ cho các bạn xem. Đây. Đây. Với cái kim dây mảnh nhất trên mặt số đồng hồ, đối với những người chưa tìm hiểu sâu thì thường nghĩ đây là một chiếc đồng hồ, đây là kim dây của đồng hồ. Tuy nhiên là không phải, kim dây của đồng hồ thì kim dây của đồng hồ chronograph thì thường được bố trí ở mặt một đồng hồ phụ nhỏ. Như chiếc Breitling này thì là ở góc 9 giờ đây. Như chiếc kim mà các bạn đang thấy có đầu mũi tên màu đỏ này, đây mới chính là kim dây của đồng hồ này. Đây. Chiếc đồng hồ này thì có độ chính xác khi bấm giờ dừng lại chính xác đến 1/4 giây. Với bộ đếm giờ lên đến 30 phút và 12 tiếng. Trên mặt số đồng hồ thì có chức năng tachymeter để đo vận tốc. Cái tính năng tachymeter này thì ngày trước thì hay rất phổ biến trong cái lĩnh vực hàng không. Tuy nhiên ngày nay khi chúng ta đeo thì ở góc độ, theo tôi nghĩ là ở góc độ trang trí nhiều hơn, trang trí mặt số đồng hồ nhiều hơn. Đây, tôi sẽ dừng lại chronograph. Đây, khi reset thì chúng ta sẽ bấm bấm góc 4 giờ. Rồi, tất cả quay trở về nguyên thủy và ban đầu. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi đến phần thông số kỹ thuật của cỗ máy này. Chiếc Breitling Transocean Chronograph sở hữu cỗ máy Calif Breitling 01. Cỗ máy này thì là cỗ máy in-house của Breitling khi mà lần đầu tiên được giới thiệu năm 2009 với mẫu Chronomat thì rất là khỏe khoắn và chắc chắn. Đây, như các bạn đang thấy. Đây chính là máy Breitling 01. Máy Breitling 01 này là một cỗ máy tự động với 70 giờ dự trữ cót, là khoảng 3 ngày, hơn 3 ngày. Đây là một cái thời lượng cót lý tưởng để các bạn đeo một số chiếc đồng hồ và bỏ ra không bị chết cót. Thường thì những chiếc đồng hồ với máy cơ bản thường thì hiện tại bây giờ là 50 tiếng. Tần số dao động của cỗ máy này là 28.800 nhịp trên 1 giờ với 47 chân kính. Bộ lịch thì
thiết kế bộ lịch là nằm giữa góc 4 giờ và 5 giờ, lịch là lịch xoay. Lịch xoay hay chúng ta gọi là lịch đĩa. Những bộ máy có chất lượng cao và có chứng nhận chronometer thì được Breitling in ra toàn bộ đáy. Đây, chúng ta thấy đây, chronometer certificate, và in trên quả văng của đồng hồ. Breitling thì cũng khá là nhiều fan hâm mộ. Điểm mặt trong đó nổi có lẽ là có cầu thủ bóng đá nổi tiếng David Beckham, cũng như là diễn viên Hollywood rất nổi tiếng, đó là John Travolta. Tôi đã vừa giới thiệu tới các bạn chiếc đồng hồ Breitling Chronograph Charles Olson mặt xanh này. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, subscribe kênh YouTube chính thức của chúng tôi. Xin cảm ơn.